Truyền thông Mỹ và các hãng thăm dò dư luận đồng loạt đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến đánh bại đối thủ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa GOP ở bang New Hampshire. Theo CNN, ông Trump chắc chắn sẽ giành được chiến thắng thứ hai trong cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire hôm 23 tháng 1, chỉ 8 ngày sau khi thắng áp đảo bà Haley và Tổng thống bang Florida John DeSantis tại bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Kết quả đang đẩy nhanh tiến trình đưa ông Trump trở thành chính khách ba lần liên tiếp được đề cử là ứng viên tổng thống đại diện GOP chạy đua vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đặt mục tiêu kết thúc sớm quá trình bầu cử sơ bộ với chiến thắng vang dội ở các bang bỏ phiếu sớm và sau đó giành được đề cử vào giữa tháng 3 năm nay. Ông Trump bắt đầu xúc tiến chiến dịch tái chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2022 nhằm trở thành người thứ hai trong lịch sử Mỹ từng thắng cử hai nhiệm kỳ tổng thống không liên tiếp Đối thủ GOP còn lại duy nhất của ông Trump vừa có bài phát biểu ở thành phố Concord, thủ phủ bang New Hampshire. Bà Haley chúc mừng cựu tổng thống về chiến thắng dự kiến trong bầu cử sơ bộ tại bang này, nhưng khẳng định bản thân sẽ tiếp tục cuộc đua. Theo cựu nữ đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cuộc cạnh tranh giành chiếc vé đại diện GOP đấu chung kết với ứng viên của Đảng Dân chủ vào ngày tổng tuyển cử tháng 11 còn lâu mới kết thúc. Khi còn nhiều bang sẽ tiếp tục bầu cử sơ bộ, bà Haley đồng thời cảnh báo ông Trump sẽ đối mặt giai đoạn khó khăn trong cuộc bỏ phiếu ở bang Nam Carolina, quê hương của bà vào ngày 24 tháng 2 tới đây. Trong khi đó, siêu ủy ban hành động chính trị PAC MAGA Inc của ông Trump đang kêu gọi bà Haley từ bỏ tranh cử vì đây là thời điểm GOP đoàn kết để đánh bại phe dân chủ. Tuy nhiên, Mark Harris, giám đốc điều hành siêu PAC SFA Fund ủng hộ bà Haley khẳng định chiến dịch vận động tranh cử của nữ chính khách này sẽ tiếp tục tới Nam Carolina và có kế hoạch chi hàng triệu đô la cho quảng cáo, kêu gọi qua email cũng như các hoạt động liên quan khác. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Ông Trump đã phải vật lộn mới giành được 50% phiếu ủng hộ ở cả hai bang bầu cử sơ bộ đầu tiên. Ông Harris nhấn mạnh.